kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số sự kiện đáng chú ý trong tuần. Phiên bản cuối cùng của hiệp định nhằm cắt giảm các rào cản thương mại tại 11 nền kinh tế đang phát triển thuộc châu Á-Thái Bình Dương, hay còn được gọi là CPTPP, đã được công bố ngày 21 tháng 2, cho thấy hiệp ước này đang ngày càng tiến gần đến thực tế hơn ngay cả khi không có sự tham gia của Mỹ. Hàn Quốc và 5 quốc gia Trung Mỹ vừa ký hiệp định thương mại tự do FTA nhằm giảm tải các loại thuế và nhiều hàng rào phi thuế quan khác đối với hàng loạt lĩnh vực để từ đó tạo điều kiện rộng mở các mối quan hệ kinh doanh. Ngày 21 tháng 2, chính phủ Anh đã công bố dự thảo kế hoạch cho giai đoạn chuyển tiếp sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Mới đây, Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu Mario Centeno tuyên bố Hy Lạp sẽ sớm nhận được gói cứu trợ mới từ các chủ nợ trong khu vực Eurozone trong bối cảnh quốc gia này đã hoàn thành được đa số những cải cách yêu cầu. Trong báo cáo kinh tế chính thức đầu tiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế số 1 thế giới này sẽ đạt mức 3,1% trong năm 2018 và sẽ duy trì trên mức 3% cho đến năm 2020. Thưa quý vị, năm 2018, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 40 năm liên tục củng cố, phát triển và quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng khăng khít và đạt được những thành tựu tốt đẹp. Thương mại giữa hai nước liên tục ghi nhận những kỷ lục mới trong năm 2017 và đặc biệt sau chuyến thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đến Việt Nam, các lĩnh vực hoạt động giữa hai nước đang ngày càng mở rộng. Nhân sự kiện này, Thế giới sự kiện xin một lần nữa được cùng quý vị nhìn lại mối quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 7 tháng 6 năm 1978. Trong thời gian 40 năm qua, hai nước luôn duy trì quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, trong đó nổi bật nhất là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 2017. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ song phương vì là lần đầu tiên có chuyến thăm cấp cao giữa hai nước. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp, an ninh. Hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông. Năm 2016, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ 1,36 tỷ đô la Mỹ. Trong 11 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 1,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 43,86% so với cùng kỳ năm 2016. Mức tăng trưởng ấn tượng này góp phần không nhỏ từ việc tăng trưởng các nhóm hàng vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Ngoài ra, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước tăng đáng kể còn là do nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đang từng bước hồi phục sau vụ đảo chính bất thành và những vụ tấn công khủng bố năm 2016. Về đầu tư, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 26 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 15 dự án có tổng vốn 730 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã đem đến cho quý vị một cái nhìn tổng quan về quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế thương mại trong thời gian qua. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt này, mời quý vị cùng gặp lại một vị khách mời thân thiết của VTV, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam, Akibe Hàn. Rất vui được gặp lại Đại sứ trong chương trình Thế giới sự kiện. Chúng tôi cũng rất hân hạnh được đón tiếp Đại sứ trong số đầu tiên của Xuân Mậu Tuất. VTV xin được chúc Đại sứ thêm một năm nữa thành công tại Việt Nam. Hy vọng Đại sứ đã có một cái Tết đầy thú vị tại Việt Nam. Cảm ơn bạn. Tôi đã có những ngày Tết đáng nhớ tại Việt Nam. Hà Nội đã trở nên yên tĩnh hơn, vắng lặng hơn và không khí cũng rất dễ chịu. Cảm ơn những lời chúc của bạn. Tôi muốn mở đầu chương trình ngày hôm nay với lời cảm ơn gửi tới VITV, bởi trong năm vừa qua đã quan tâm tới Thổ Nhĩ Kỳ và mời tôi đến tham dự nhiều chương trình. Tôi nghĩ những chương trình này rất quan trọng trong việc cập nhật thông tin cho khán giả về những sự kiện đang thực sự xảy ra liên quan tới chính trị, kinh tế và xã hội giữa hai nước chúng ta thông qua cái nhìn của các đại sứ, những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam. Chúc chương trình của các bạn ngày càng thành công hơn nữa. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ. Nhìn lại năm 2017, quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những dấu ấn gì, thưa Đại sứ?
Năm ngoái là một bước chuyển lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ bởi chuyến thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tới Việt Nam cùng với phái đoàn lên tới 200 người vào tháng 8 năm ngoái. Đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Yildirim đã trở thành những người bạn thân thiết và cùng ký nhiều hiệp định quan trọng trong hàng loạt các lĩnh vực, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, mà còn trong các lĩnh vực chính trị, trao đổi cấp cao, cũng như văn hóa, khoa học, công nghệ quốc phòng. Tôi xin nhấn mạnh rằng điều này rất quan trọng vì trong suốt 40 năm thiết lập quan hệ, hai nước không hề có một chuyến thăm cấp cao nào như vậy. Các lãnh đạo của chúng ta đã nhận thấy rằng hai nước đã có nhiều điểm tương đồng và giữa hai nước đã thiết lập nhiều cơ quan cố vấn để tăng cường hợp tác, từ đó mở ra cơ hội để thiết lập mối quan hệ giữa người dân hai nước. Trước đó trong tháng 7, hai nước cũng đã tiến hành họp cấp cao Ủy ban Hợp tác Kinh tế và trong đó đáng chú ý là việc mở ra cơ hội ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước. Việc ký kết FTA giữa hai nước là rất cần thiết và sẽ đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này là rất rõ ràng. Hiện thương mại song phương giữa chúng ta vào khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Và sau những cuộc trao đổi, tôi tin rằng thương mại của chúng ta có thể nâng lên mức 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Điều này là rất tốt cho Việt Nam, vì Việt Nam là một quốc gia mới nổi về kinh tế, thương mại và xuất khẩu cũng như đầu tư. Tôi đang nỗ lực để khuyến khích hai nước trao đổi nhiều hơn các đoàn chính phủ, doanh nghiệp và đẩy mạnh hợp tác. Bởi bạn biết đấy, trong một số lĩnh vực, chúng tôi là một quốc gia mạnh, và trong một số lĩnh vực khác, Việt Nam lại có lợi thế. Tại sao chúng ta không tận dụng cơ hội này? Ví dụ như lĩnh vực công nghệ, chúng tôi có thể đem lại kinh nghiệm cho các bạn. Và sau đó vào tháng 11, chúng ta đã có cuộc họp cố vấn cấp cao về vấn đề visa và an ninh biên giới. Phái đoàn hai nước đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc nới lỏng các quy chế cấp thị thực nhằm thúc đẩy trao đổi giữa người dân với người dân. Tôi tin rằng việc hai nước hợp tác triển khai các ưu tiên về thị thực, đặc biệt là đối với khách du lịch, doanh nhân và sinh viên, sẽ giúp cho người dân của chúng ta có thêm nhiều cơ hội làm việc, học tập và hiểu thêm về nhau. Trong thời gian tới, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ mở rộng các dịch vụ lãnh sự ở các tỉnh, thành phố của Việt Nam, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Theo đó, tôi xin tóm lại là có 3 sự kiện chính quan trọng diễn ra trong thời gian qua. Thưa ông, các sự kiện trên cho thấy là quan hệ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển. Tuy nhiên, mối quan hệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Tại sao lại như vậy? Vâng, bạn có thể thấy đại sứ quán của chúng ta hiện đang làm việc rất hiệu quả. Nhưng trong suốt 23 năm qua, khi đại sứ quán được thiết lập, tôi đã rất ngạc nhiên khi không có một chuyến thăm cấp cao nào diễn ra, hay thương mại giữa hai nước lại trì trệ như vậy. Tôi nghĩ có 2 lý do chính. Thứ nhất, đó là do khoảng cách địa lý giữa hai nước. Hơn 10.000 km chia cách hai quốc gia chúng ta, và các chuyến bay không đủ do chưa có đường bay thẳng. Hiện nay, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Turkish Airlines đã thiết lập đường bay thẳng giữa Hà Nội, Hồ Chí Minh và Istanbul hàng ngày. Đồng thời, chúng ta cũng có nhiều cảng hàng hóa hơn. Như vậy, hàng hóa của Việt Nam sẽ được chuyển thẳng bằng đường hàng không tới Thổ Nhĩ Kỳ và ngược lại. Theo đó, chúng ta có thể giao thương tốt hơn. Điều này tốt cả trên lĩnh vực kinh tế lẫn chính trị. Đồng thời, rào cản về việc trao đổi con người, văn hóa cũng sẽ được cải thiện. Đại sứ vừa nhắc tới những rào cản trong quan hệ hai nước, và ông cũng nhắc tới tiềm năng về thỏa thuận thương mại tự do trong tương lai. Ông có thể cung cấp thêm thông tin về điều này không ạ? Vâng, tất nhiên chúng ta đã có những hiệp định về văn hóa, kinh tế dựa vào nền tảng đó. Hai nước chúng ta có thiện chí thiết lập một hiệp định thương mại tự do. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của Liên minh Hải quan EU. Dù chúng tôi không phải là thành viên chính thức, nhưng chúng tôi có mối quan hệ mật thiết về kinh tế và hải quan với châu Âu. Hiện EU đang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với khu vực ASEAN. Trong đó, EVFTA đã được ký kết. Thổ Nhĩ Kỳ theo đó cũng mong muốn đạt được một thỏa thuận với Việt Nam và các đối tác khác trong ASEAN. Thỏa thuận FTA tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ không giống như của EU và Việt Nam, nhưng đây là một điều đáng để trông đợi và có thể đem lại lợi ích lớn cho hai nước. Có nhiều ý kiến cho rằng chúng ta nên hoàn thiện việc hợp tác quốc phòng, trao đổi thông tin và chống khủng bố trước khi tiến tới một FTA. Tất nhiên điều này cũng cần thiết cho cả hai nước. Được biết năm nay hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Vậy xin đại sứ cho biết trong năm 2018 này, những kế hoạch cụ thể để kỷ niệm sự kiện này cũng như thúc đẩy tiềm năng hợp tác mới giữa hai nước là gì?
Hiện chúng tôi đã vạch ra một số kế hoạch để kỷ niệm sự kiện này. Chúng tôi sẽ thực hiện các kế hoạch này theo thời gian. Đầu tiên sẽ là văn hóa. Năm 2018, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm trọng thể 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng tôi đang làm việc với các đối tác tại bộ ngành liên quan của Việt Nam để tổ chức các sự kiện văn hóa ở cả hai nước và trao đổi học thuật cũng như các lĩnh vực hợp tác khác để giúp hai dân tộc hiểu biết thêm và xích lại gần nhau. Trong tháng 4 năm 2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra tuần lễ thời trang Việt Nam, và tôi đang nỗ lực để đưa đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ đến tham dự. Thời trang là một yếu tố quan trọng để thu hút sự quan tâm của người Việt Nam tới văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai nước, điều mà chúng ta còn thiếu. Tôi cũng đang thúc đẩy việc học ngôn ngữ của nhau thông qua trao học bổng, bởi rất ít người Việt biết ngôn ngữ của chúng tôi và chỉ vài người Thổ Nhĩ Kỳ biết tiếng Việt. Tôi đã đề xuất rất nhiều ý tưởng lên chính phủ và chúng ta hãy chờ xem kết quả như thế nào. Theo tôi hiểu thì việc ưu tiên thúc đẩy trao đổi giữa người dân hai nước sẽ giúp tăng cường quan hệ thương mại, phải không thưa đại sứ? Đúng, tất nhiên rồi. Mọi thứ bắt đầu với những trao đổi đơn giản nhất giữa người và người. Khi bạn thăm một quốc gia, bạn gặp gỡ mọi người, trò chuyện, rồi bắt đầu trao đổi ý tưởng và cảm thấy phù hợp thì chuyện kinh doanh sẽ bắt đầu. Thương mại và đời sống xã hội là hai vấn đề luôn đi cùng với nhau, đặc biệt là trong văn hóa của người châu Á. Văn hóa của người Việt, theo tôi hiểu, trước khi làm ăn, chúng ta phải làm bạn. Tại một số quốc gia khác, các doanh nghiệp chỉ chú trọng ký hợp đồng mà không cần tìm hiểu kỹ đối phương và sau đó ra đi. Nhưng tôi nghĩ cách làm của người châu Á các bạn tốt hơn rất nhiều, bởi theo cách này, chúng ta mới tin tưởng và có thể duy trì lâu dài được mối quan hệ làm ăn. Đó là lý do vì sao Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thúc đẩy trao đổi văn hóa mạnh mẽ hơn. Theo đó, tôi hy vọng trong thời gian tới, chúng ta sẽ thúc đẩy rộng rãi hơn các chuyến thăm như của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam. Theo tôi được biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nhận lời mời của chúng tôi tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Việt Nam là một thành viên tích cực của ASEAN, đang ngày càng hội nhập với thế giới và mở rộng hợp tác với nhiều quốc gia khác, bất kể là lớn hay nhỏ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia lớn tại khu vực Trung Đông. Điều này đã tạo điều kiện để cho hai nước phát triển quan hệ sâu sắc hơn nữa. Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam có nhiều lợi thế so sánh tương đồng. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí chiến lược đặc biệt khi nằm giữa châu Âu và châu Á, thì Việt Nam là một cửa ngõ để tiếp cận cộng đồng kinh tế ASEAN, dễ dàng kết nối với các quốc gia trong khu vực. Chính vì thế, mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, được Ủy ban Hỗn hợp hai nước nhất trí đưa ra hồi tháng 7 năm 2017 là hoàn toàn có thể thực hiện được. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho hay, các nhà đầu tư Việt Nam đang quan tâm đến những thị trường mới tại khu vực Tây Á, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Với yếu tố thuận lợi, như cả hai nước đều có nhu cầu mở rộng trao đổi hàng hóa, đầu tư quốc tế, quan hệ Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa, đặc biệt là trong các lĩnh vực chế tạo và xây dựng, phát triển hạ tầng cơ sở, hiện đại hóa, y tế, chế biến thực phẩm, v.v. Để nắm bắt và tận dụng triệt để những yếu tố thuận lợi này, doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng phát triển lợi thế của mình và xây dựng những kế hoạch kinh doanh mang tính chiến lược để phù hợp với xu thế toàn cầu. Theo Hội đồng Kinh tế Đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ, cơ hội hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, nhất là các lĩnh vực mà doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ có thế mạnh như hạ tầng cảng, hàng không, hạ tầng đường bộ, y tế. Và nếu khai thác tốt các lợi thế này, số doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam sẽ tăng theo cấp số nhân. Trong 27 năm sống tại Việt Nam, tôi nhận thấy hai nước gắn bó rất thân thiết. Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều điểm chung cũng như các cơ hội hợp tác. Điều khó khăn với các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề ngôn ngữ. Điều đó cản trở việc tiếp cận thông tin cần thiết. Tuy nhiên, Việt Nam ngày càng cởi mở hơn, các cơ chế kinh doanh cũng rõ ràng và minh bạch hơn. Tôi không gặp vấn đề gì vì nhận được nhiều sự giúp đỡ ở đây. Có rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực khách sạn, đầu tư bất động sản, sản xuất, y tế và du lịch. Việt Nam luôn rất chào đón và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tới đây. Bên cạnh đó, việc hãng hàng không Turkish Airlines mở đường bay thẳng từ Istanbul đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tần suất một chuyến một ngày đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Thưa ông, có một vấn đề mà chúng tôi đang khá quan tâm. Thổ Nhĩ Kỳ hiện là đối tác đối thoại lĩnh vực của ASEAN. Ông có thể cung cấp thông tin về vấn đề này cho khán giả Việt Nam không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn bạn đã hiểu rõ về ASEAN. Tôi không cần phải nói thêm nữa. 10 quốc gia đang phát triển mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á và ngày càng hội nhập với nhau. ASEAN đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, như đã nói, chúng tôi đang cố gắng đa dạng hóa và toàn cầu hóa. Tôi cũng xin khẳng định rằng, việc dù xa cách về khoảng cách địa lý, Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ và hợp tác với các nước ASEAN. Một ví dụ là sự hiện diện ngoại giao của chúng tôi trong khu vực với các sứ mệnh mới và đến năm 2018, chúng tôi có đại sứ quán ở tất cả các nước ASEAN. Chúng tôi coi Việt Nam là một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy trong khu vực chiến lược này, cũng như trong các mối quan hệ quốc tế. Là một thành viên nổi bật của ASEAN, Việt Nam không chỉ ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách là khách mời của Chủ tịch Luân phiên ASEAN, mà còn hỗ trợ chúng tôi trong các cơ chế hợp tác khác như đối tác đối thoại vào tháng 8 năm 2017. Cơ chế đối tác đối thoại này chắc chắn sẽ tạo ra một động lực mới thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ và toàn khu vực ASEAN. Là một quốc gia hàng đầu trong khu vực, Việt Nam có thể đóng góp một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN và các khu vực khác trên thế giới. Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một quốc gia lớn với lãnh thổ một nửa của châu Âu, một nửa thuộc châu Á, giáp với Nga và châu Phi. Điều này sẽ đem lại lợi ích lớn cho khu vực ASEAN. Thưa ông, Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia lớn trong khu vực của mình. Vậy ông có thể cho biết tình hình hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ có gì đáng chú ý? Vâng, bạn biết đấy. Vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ khiến tình hình đôi khi khá phức tạp với nhiều xung đột cũng như tranh cãi. Ví dụ như bạn đã nói, vì là một quốc gia lớn trong khu vực, chúng tôi lại là cửa ngõ vào châu Âu, nên thời gian qua chúng tôi đã phải tiếp đón 4 triệu người tị nạn, trong đó có nhiều người nhập cư trái phép, dẫn đến tình trạng an ninh cũng như an sinh xã hội không được đảm bảo, và điều này khiến cho chính phủ hết sức đau đầu. Chúng tôi không muốn làm hại ai, nhưng khi số người tị nạn vượt quá khả năng của chúng tôi phải tự bảo vệ bản thân và đưa ra các hạn chế, cũng như dàn xếp để đưa người tị nạn trở lại quốc gia của họ hoặc đến các quốc gia khác. Điều này khiến xảy ra mâu thuẫn giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU hoặc xung đột tại khu vực biên giới do người tị nạn không muốn về. Đây là vấn đề nóng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Vậy liệu điều này có ảnh hưởng đến kinh tế hay quan hệ với Việt Nam không thưa ông? Hiện trong ngắn hạn, đúng là nền kinh tế của chúng tôi bị ảnh hưởng. Nhưng nền tảng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ khá mạnh mẽ, nên điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế. Sắp tới, chính phủ cũng sẽ áp dụng các biện pháp mới để cải cách và làm sống dậy nền kinh tế của chúng tôi. Bạn biết đấy, chúng ta không thể tránh được những thăng trầm, nhưng điều này càng làm củng cố quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam. Cảm ơn đại sứ về những trao đổi thẳng thắn ngày hôm nay. Cá nhân ông là đại sứ Việt Nam năm thứ 3. Kế hoạch trong năm 2018 của ông là gì? Vâng, năm nay là năm Mậu Tuất và loài chó là loài rất trung thành và thân thiện và là biểu tượng của sự bảo vệ. Theo đó, tôi hy vọng năm nay sẽ có thêm nhiều bạn bè cũng như đóng góp nhiều hơn để thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Với sự cởi mở, thân thiện và gắn kết, tôi hy vọng chúng ta có thể vượt qua được các rào cản và khai thác hết tiềm năng vốn có của chúng ta. Tôi cũng xin được nhắc lại lời cảm ơn của tôi đến chương trình vì đã có lời mời tôi tham dự chương trình và chúc khán giả VITV cũng như toàn bộ các bạn Việt Nam một năm mới hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Agip Ayhan đã đem lại cho quý vị cái nhìn rõ nét hơn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.